chào các bạn. Bây giờ ông Lượng làm trên hái hoa đậu đồng đấy các bạn. Xay xin tối cho Sam và A Sơ. Đây các bạn, ông nội cho Sam và A Sơ ăn đậu đồng đây. Hái cho ăn luôn được không? Hái cho ăn luôn á. Vâng, hái cái hoa, hái cái đậu rồng. Đây các bạn, hoa đậu rồng. Rồi, xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin chào các bạn, bye bye. Ngon quá. Ngon quá. Trời ơi.